Thưa quý vị, thời điểm này đã có khoảng 30 trường đại học công bố sớm kết quả xét tuyển năm học 2024-2025. Ở phương thức xét tuyển sớm, các trường thường chia làm nhiều đợt, sau mỗi đợt sẽ có điểm chuẩn riêng với nguyên tắc điểm chuẩn đợt sau không thấp hơn đợt đã công bố trước đó. Giai đoạn này, nhiều học sinh cũng đã tìm đến các trường đại học để tìm hiểu về phương thức xét tuyển, đánh giá năng lực và phỏng vấn. Các trường đã công bố mức điểm sàn với những phương thức xét tuyển sớm và giải đáp các thắc mắc về hồ sơ. Để nâng cao chất lượng đầu vào, nhiều trường giảm chỉ tiêu xét tuyển học bạ, tăng chỉ tiêu từ phương thức điểm thi đánh giá năng lực và tư duy, khiến điểm sàn xét tuyển sớm giữa các phương thức có sự thay đổi. Trúng tuyển sớm giúp thí sinh cởi bỏ áp lực với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Tuy nhiên, thí sinh cần lưu ý dù đã trúng tuyển nhưng phải thực hiện đúng quy trình đăng ký tuyển sinh để tránh mất cơ hội.